Bộ phim Tâm Hồn Mặt Trời tập 66. Ông Dương à, ông yên tâm. Tuy Tony không có lộ diện, chúng tôi vẫn có thể bắt người đó bằng được. Vấn đề là thật ra người đó là ai? Chỉ riêng lúc giao nhận tiền, hắn mới có thể lộ diện. Ý của tôi là ông vẫn chuẩn bị 6 triệu đồng. Giả lại hai vị phải chuẩn bị về tâm lý. 6 triệu đồng đó rất có thể sẽ rơi vào tay bọn xấu. Nếu nói như vậy, đâu cần cảnh sát các anh làm gì. Đại đội trưởng, tiền chúng tôi chuẩn bị hết rồi. Làm phiền các anh đi bắt người đi. Đội trưởng, trong đây có 6 triệu đồng. Bạch Dương, điện thoại bàn và di động của gia đình đã bị nghe lén hết rồi. Nếu như bọn xấu có điện thoại gọi cho gia đình, ông bà cố gắng kéo dài thời gian giùm. Chúng tôi sẽ tìm được từ đâu gọi tới. Alo. Bà là mẹ của Tony phải không? Phải. Bà Dương, bà chuẩn bị sẵn 6 triệu chưa? Kêu hắn mang theo toàn bộ số hình của Tony đến trao đổi. Sao bà không trả lời? Có phải là đang định giở trò gì không? Không có. Tiền chúng tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhưng mà cậu mang theo toàn bộ số hình của Tony tới đổi với tôi nha. Báo chí chuyện con bà và Tiểu Vũ in tiền giả, tôi nghĩ chắc bà không muốn báo chí đăng tải nó đâu. Bây giờ bà không có tư cách trả giá cho tôi đâu, bà chỉ có thể tin tôi thôi. Đợi đã, tôi hứa với cậu. Được, bà lập tức làm theo chỉ thị của tôi. Cậu nói đi. Đưa tay lên. Từ Minh Tú. Nào, ký tên đi. Tôi đã thừa nhận hết rồi. Tôi đã khai hết sự thật. Xin hỏi cô, tôi làm như vậy có gì không đúng? Thật ra tôi đã phạm tội gì?
Hả? Tội nghiệp quá. Tình cảm giữa cô ấy và La Chí Xương rất thân thiết. Nay hai người đã chia cách hai nơi. Ê, Tiểu Yến à, nếu anh bị người ta hại chết thì lúc đó em có trả thù cho anh như là Từ Minh Tú không vậy? Em nghĩ chắc em sẽ làm vậy. Con người ích kỷ như là Từ Minh Tú là phạm pháp. Đây là chuyện không nên. Nhưng mà tình cảm của cô ấy dành cho La Chí Xương thật là quá chung thủy, thật sự khiến người ta phải cảm động. Nếu muốn trả thù, cách hay nhất vẫn là báo cảnh sát, đón nhận chế tài của pháp luật. Không nên lén lút đe dọa, tống tiền. Kể cả bản thân mình phạm pháp cũng không biết, quả thật là không đáng. Số tiền mà Từ Minh Tú đòi là số tiền của La Chí Xương. Tôi cho rằng cổ làm như vậy không sai. Khởi lời, cô ấy đã phạm pháp, sao cô còn nói vậy được? Tiểu Vũ lôi kéo La Chí Xương gia nhập tập đoàn in tiền giả của họ và hứa với mọi người mỗi tháng chi được 1 triệu đồng. Nhưng mà La Chí Xương chưa nhận được đồng nào đã bị giết hại. Số tiền đó xem như là bồi thường mạng sống cho La Chí Xương. Tôi cho rằng Từ Minh Tú làm như vậy có thể chấp nhận được. Tôi cho rằng anh Trung nói rất có lý. Từ Minh Tú không nên đe dọa tống tiền như vậy. Trước tiên cô ấy nên khuyên La Chí Xương không nên phạm tội mới đúng đó. Sao cậu biết cổ không có khuyên? Trước kia Từ Minh Tú đã từng khuyên ngăn La Chí Xương không nên tham gia. Nhưng La Chí Xương nói rằng muốn làm giàu phải mạo hiểm. Như cậu có gan làm giàu, hắn nói chỉ cần tham gia 1 năm thì sẽ có 6 triệu để làm vốn. Sau đó sẽ rửa tay gác kiếm, đám cưới với Từ Minh Tú, sống cuộc sống yên lành. Nghe thấy những lời đó có cô gái nào mà không động lòng chứ? Sự động lòng đó chính là lòng tham. Vì ít mà mất đi nhiều nên chịu sự chế tài mới đúng. Nè, bọn đàn ông các anh làm sao vậy? Không có chút lòng thương người gì hết. Các anh đúng là động vật máu lạnh đó. Anh... Cả hai cũng đúng. Thật may mắn là ở trong đây không có bạn trai của tôi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Đội trưởng. Đội trưởng, Từ Minh Tú đã thừa nhận tất cả. Tôi và Tina cảm thấy hoàn cảnh của cổ thật là tội nghiệp và đáng thương hại. Đây là thanh trừ nội bộ, bọn người đó ai cũng đáng đời hết. Nhưng Từ Minh Tú, tôi cho rằng chúng tôi nên thương hại cổ, cho cổ một cơ hội làm lại từ đầu. Nên nhớ rằng chúng ta là cảnh sát bắt tội phạm, phải căn cứ vào pháp luật, không phải phán đoán bằng tình cảm đâu. Trách nhiệm chúng ta là bắt tội phạm, còn về có tội hay không thì giao cho tòa, không phải chúng ta. Bất luận cô ấy có bao nhiêu lý do đe dọa tống tiền, vẫn là phạm tội. Đã bắt được người tống tiền rồi, như vậy sau này Tony sẽ không bị đe dọa nữa. Nhưng mà sau khi bắt được người, càng xác minh rõ sự thật phạm tội của Tony. Một đứa con ngoan như vậy sao lại hồ đồ đến mức này chứ? Nghe em nói như vậy, hình như vẫn chưa tin con trai em làm chuyện phạm pháp. Nó không có hồ đồ đâu, nó bị tài thông minh của nó hãm hại thôi. Nói cho đúng hơn, tại chúng ta quá tin nó, quá chiều chuộng nó thôi. Chúng ta chỉ có một mình nó, cho nó những thứ tốt nhất, được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến nhất, vậy mà nó gây ra chuyện tội ác tày trời. Bây giờ cô đau lòng tự trách cũng đã quá muộn rồi. Nên cảnh sát đã bắt đầu truy nã nó. Không được, anh phải tận dụng thời gian có trong tay, tranh thủ giúp nó thoát khỏi đây mới được. Đưa nó đi. Anh muốn đưa nó đi đâu? Trung Quốc đại lục hay bất cứ nước nào cũng được, miễn sao không thể ở lại Đài Loan. Như vậy không được đâu. Không được thì sao? Chẳng lẽ để nó ở tù nó có thể chịu khổ hay sao? Cho dù nó có phải chịu khổ, không lẽ đưa nó ra nước ngoài không cần chịu khổ sao? Nó bị bắt giam, ít ra
em có thể biết nó đang ở đâu. Em có thể đi thăm nó bất cứ lúc nào. Ý em nói, em kêu Tony ra đầu thú à? Không phải hỏi nó chịu hay không nữa. Đàn ông đã làm sai rồi thì phải dám làm dám chịu, phải can đảm đón nhận chế tài của pháp luật. Nếu nó không chịu đi, dù chúng ta có cố sức cũng phải kéo nó đi. Anh hiểu rõ bản tính của con chúng ta, tuyệt đối không thể nào. Người làm cha như anh, con anh làm ra chuyện như vậy, sau này anh còn mặt mũi gì trụ vững trên xã hội này? Anh không thể khoanh tay đứng nhìn nó bị bắt giam như vậy. Anh còn phải đưa nó ra nước ngoài cho nó làm lại từ đầu. Cho dù phải làm lại từ đầu, nó vẫn phải đương đầu với pháp luật. Làm sao có thể để cho nó trốn tránh như vậy được? Anh với vai trò người cha, anh không thể bỏ mặc cho con mình trốn tránh. Cách làm này của anh em không thể tán thành. Anh không phải trốn tránh đâu em, anh chỉ nghĩ đến ba em thôi. Em có nghĩ đến không, nay ba em đã từng tuổi này rồi, liệu ba có thể đón nhận cháu mình bị bắt giam hay không đi? Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Mấy ngày qua ba sống chung với Tony vui vẻ đến chừng nào, em nhẫn tâm hay sao? Chuyện đó lại khác. Anh không hiểu ba em đâu. Cho dù ba em không đành, nhưng ông ấy vẫn hy vọng nó có thể làm người đàng hoàng. Chính Hùng, từ lâu anh đã biết Tony gặp sự cố có phải không? Nếu không, anh đâu có sắp xếp cho Tony trốn tới chỗ đó đâu. Tâm trạng của anh em có thể hiểu được, nhưng em là mẹ của nó, không lẽ em không hiểu nó hay sao? Tony là con của em, nó bị bắt giam, em đau lòng hơn bất cứ ai. Chuyện của Tony em đừng có lo, giao cho anh được rồi ha. Anh tiếp tay cho nó bỏ trốn, em không thể nào đồng ý được. Bây giờ em đi tìm Tony, kêu nó ra đầu thú. Thục Hiền, Thục Hiền, em không được làm vậy. Anh buông em ra. Thục Hiền à, Thục Hiền, nghe nói đi, em hãy bình tĩnh lại được không? Em không thể quanh tay đứng nhìn Tony càng ngày càng xa lầy. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Anh làm như vậy là bảo vệ nó hay là anh hại nó? Em bất chấp, em phải tìm ra Tony. Anh buông em ra đi. Thôi được, nếu anh đã quyết định như vậy, anh đưa em đi. Đi. Tony, Tony, ra ăn cơm đi con. Tony, Tony, ủa, nó đi đâu vậy kìa? Tony, lạ thiệt. Liệu có khi nào nó sợ bị bắt ở tù cho nên bỏ trốn? Mình đã nói hết lời, chẳng lẽ nó không hiểu sao? Thôi được, nếu anh đã quyết định như vậy, anh đưa em đi. Đi. Tony, Tony, ra ăn cơm đi con. Tony, Tony, ủa, nó đi đâu vậy kìa? Tony, ung chư. Ông ngoại, con sao vậy? Con đang nghĩ bên kia bờ là chỗ nào có phải hay không?
Không phải. Không phải. Nếu không tại sao con lại nhìn ngơ ngác như vậy? Ý của con muốn hỏi, nước biển phải chờ tới khi nào mới ngọt vậy? Ồ. Thực hiện phải bình tĩnh. Anh để yên cho em dạy con đi. Tony. Tony à. Để nói Tony. Với nó gì được rồi. Tony. Ba. Ba à. Lạ thật. Sao trong nhà không có ai? Em xem. Cơm nước vẫn còn nguyên chưa ai ăn tới. Có phải ba em không được khỏe cho nên... Tính sao đây? Để anh gọi cho Tony. Là điện thoại. Tony không có đem theo điện thoại. Mau lên gọi cho Tiểu Mã để xem ba có đi chung với họ hay không. Được. Tony đừng bao giờ trở về ngay trong lúc này. Đại đội trưởng, chẳng hay có chuyện gì nếu không ông đâu theo dõi vợ chồng tôi đến đây. Thông thường ba mẹ nào cũng lo lắng cho con mình khi đã phạm tội. Song song đó, chúng tôi cũng hy vọng người làm ba mẹ như ông bà có thể hợp tác với cảnh sát. Khi tội phạm nên phối hợp với chúng tôi. Nghe cậu nói như vậy hình như nghi ngờ chúng tôi chứa chấp tội phạm. Cậu có thể khám xét tự nhiên. Tôi rất sẵn lòng phối hợp tại vì cảnh dân hợp tác. Hỗ trợ cảnh sát làm việc, đó là nghĩa vụ của tất cả mọi người dân ở đây. Có đúng vậy không? Chúng tôi tới bắt con ông, liệu ông có khoanh tay đứng nhìn chúng tôi giải hắn đi hay không? Đây là một xã hội tôn trọng luật pháp. Nếu như con của chúng tôi đã phạm tội, phần làm cha mẹ không đành thì thay đổi được cái gì đây? Yên tâm, các chị có thể vô khám xét. Được. Tuấn Kiệt, không cần khám xét. Tôi khẳng định hắn không có ở đây. Nếu không thì ông chủ tịch sẽ không ung dung như vậy cho chúng ta khám xét. Bà Dương à, tôi biết bà lo cho con trai mình. Bà là người hiểu lý lẽ, phiền bà ráng khuyên răn con của mình ra đầu thú ngay. Đại đội trưởng à, nếu con trai tôi có liên lạc với tôi, tôi sẽ tranh thủ sớm nhất báo cho đại đội trưởng biết ngay. Tôi cảm ơn thiện ý của ông chủ tịch đây. Còn nữa, cô gái đã bị chúng tôi bắt hôm đó, chúng tôi đã điều tra rõ thân phận của cô ấy rồi. Bạn trai của cô ấy chính là xác chết bị chết thiêu tại hiện trường hỏa hoạn đó. Vẫn chưa ăn cơm à? Hình như mới nấu xong đó. Bây giờ tôi sống tại đây cho nên vợ chồng chúng tôi đến thăm ông ấy. Nếu vậy chúng tôi không quấy rầy gia đình ăn cơm. Tuấn Kiệt, chúng ta đi. Đó. Xin mời. Chính Hùng à, bây giờ làm sao tìm ra Tony đây? Chỗ này đã bị tiết lộ ra ngoài, không thể cho Tony ở lại đây. Tony, thật ra bây giờ cậu đang ở đâu? Không cần biết hắn trốn ở đâu, chỉ cần theo sát Dương Chính Hùng, không khó để tóm được Tony Dương. Tuấn Kiệt, cậu ở lại đây xem chừng. Tôi đi về sắp xếp phái người chi viện cậu. Đó. Mẹ, ba. Ủa, cô về hả? À, trời dạ. Ơi, hôm nay có nhìn lầm hay không? Giờ này mà con chúng ta về nhà ăn cơm rồi đó. Mẹ. Con về nhà ăn cơm là chuyện bình thường thôi. Đúng vậy, nhưng một bữa ăn chiều mà người ta ăn hai lần thì không được bình thường đâu. Mẹ con không có nấu phần của con, bà tưởng con và Tiểu Vân ở ngoài ăn no rồi mới trở về. Đúng vậy, tại mẹ đây tin đời. Bọn trẻ thời nay tụi nó yêu nhau như thế nào? Con hay ra ngoài ăn những món gì?
hôm nào con đưa mẹ đi ăn thử nha. Và cho mẹ biết Tiểu Vân thích ăn món gì, đừng để sau này nó về làm dâu nhà mình mẹ nấu những món không hợp khẩu vị của nó. Làm ơn đi, con là con của em, sao lại nói chuyện móc họng quá trời vậy? Ơi, con trai em thật thà ngay thẳng, em nói vậy nó nghe không có hiểu. Anh có để ý hay không, con dâu vẫn chưa lấy về, lòng dạ của con trai mình đã hướng về bên đó hết rồi. Anh bạn trẻ cho mẹ xin, cuối cùng thì một người hẹn hò như thế nào, con kể cho mẹ nghe đi, cho mẹ tăng thêm kiến thức. Sao hả, con trai, đề nghị của mẹ có hợp lý không? Mẹ, mẹ hỏi như vậy con không thể trả lời mẹ được đâu. Con và Tiểu Vân chưa từng đi ăn cơm như mẹ nói đâu. Chuyện đó cũng sợ mẹ biết hay sao? Ý của mẹ muốn nói, nếu con và Tiểu Vân đi ăn cơm thì có thể dẫn mẹ đi chung. Như vậy thì mới có thể giúp mẹ được gây dựng tình cảm với con dâu tương lai của mình. Nè, em làm như vậy chắc không phải kỳ đà cản mũi đâu ha. Đã làm thì sợ gì người ta nói. Anh nghĩ không phải do Tiểu Vân đâu, mà là do mẹ của Tiểu Vân đó. Hai bên xui gia tương lai nên hẹn nhau đi ăn cơm để mà gây dựng tình cảm thì đúng hơn. Nếu không sau này cưới dâu về nhà rồi, hai bà xui có nhiều thắc mắc với nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bạn trẻ chứ, rắc rối luôn. Ba, tụi con vẫn chưa bắt đầu mà, có gì đâu mà phá hoại. Tôi thấy nó nói thiệt nha. Đang chưa bắt đầu hả? Mẹ. Hôm nay con có thể ăn cơm của mẹ nấu không? Cứ tự nhiên. Chuyện mà mẹ con nói con nghe qua rồi thôi. Sao lại nói nghe qua rồi thôi? Em nói nghiêm túc đó. Trung à, thú thật là mẹ muốn hẹn Tiểu Vân đi uống cà phê. Vậy hả? Thôi được, chúng ta cứ quyết như vậy. Xin chào. Em cho anh hay. Xong rồi. Trời ơi, em uống cà phê, em nói với anh đi với em. Em không nên chọc phá người ta vậy chứ. Ai nói em chọc phá người ta? Em chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện này mà thôi. Con trai em đang yêu nhau, ai mượn em tìm hiểu. Đến lúc họ đòi đám cưới, lúc đó em sẽ hiểu liền. Em không nên không có nói cho có, tự ghi rắc rối cho mình chi. Chẳng qua là em chỉ muốn nghe chính miệng Tiểu Vân nói. Sao anh không nghĩ lại, con trai chúng ta đeo đuổi nó lâu như vậy, tình hình bây giờ như thế nào, hai vợ chồng chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên em mới nghĩ thừa cơ hội này hẹn nó ra. Em phụ thằng Trung xem cho kỹ. Nếu như có hy vọng, chúng ta sẽ phụ con trai mình đeo đuổi nó, giúp hai đứa nó có thể đơm hoa kết trái. Nếu như Tiểu Vân không có ý đó, em sẽ kêu thằng Trung sớm dứt khoát, sớm chia tay, đừng đánh mất tuổi thanh xuân. Thế nào là tuổi xuân? Hưởng thụ quá trình được yêu nhau chính là tuổi xuân đó, em hiểu chưa? Đâu phải em không hiểu, nhưng đâu có ai quy định sau khi đám cưới không thể giữ lại cái cảm giác như thời yêu nhau. Nói chung, ngày mai chúng ta sẽ biết họ có tình yêu tiền định như vợ chồng hay không. Anh chỉ sợ chuyện đang tốt, đang lành là bị em làm cho nó banh chành hết thôi hả? Tiểu Vân à. Mẹ anh nói bà ấy có gọi điện cho em, mời em đi uống cà phê. Phải đó, có chuyện gì không? Không có gì. Nếu như em không đồng ý, em có thể từ chối. Sao em phải từ chối chứ, em cảm thấy vinh hạnh lắm. Sao vậy, anh cho là không nên hả? Không có. Nếu như em đã hứa thì tốt rồi. Mẹ của ảnh hẹn gặp cô, như vậy chứng tỏ chuyện vui của hai người đang tới gần. Có chuyện gì đâu cô phải lo. Tôi hoàn toàn không thấy lo. Nhưng mà
Tôi vẫn chưa biết mẹ của anh sẽ nói gì với tôi. Có lẽ mẹ chồng tương lai của cô muốn gặp người con dâu tương lai như cô đây để gây dựng tình cảm gì đó thì sao? Tình cảm giữa chúng tôi vẫn chưa ổn định. Bây giờ cô nói câu đó xem ra hơi sớm đó. Chẳng lẽ cô không thương anh Trung sao? Thật ra anh ấy là một đối tượng rất tốt. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Chỉ có thể nói là đồng nghiệp ăn ý với nhau. Có rất nhiều cặp vợ chồng đều bắt đầu từ đồng nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu nhau, chung sống với nhau thì phối hợp càng ăn ý hơn. Giả lại lần này do chính mẹ anh ấy lên tiếng trước, do đó có thể nói rõ rằng chuyện vui của hai người đang tới gần. Tiểu Dân à, chúc mừng cô. Cô phải nhớ đó nha, nhất định phải sửa soạn cho thật lộng lẫy lên, khiến anh Trung của cô phải sáng mắt mới được. Có cần làm như vậy không? Cô nghe lời tôi đi. Đây là ấn tượng về số điểm. Đây đối với chuyện sau khi cô làm dâu là một sự ảnh hưởng rất lớn. Cô gái tên Tiểu Dân đó tại sao không có quan niệm thời gian gì hết? Bây giờ đã như vậy rồi, chờ đến ngày đám cưới, chẳng lẽ cô dâu cũng tới trễ hay sao? Mẹ, có lẽ do kẹt xe. Để con đi coi thử nha. Ngồi xuống. Tại sao con phải ra chờ nó, sao phải ra đón nó chứ? Đúng là buồn cười mà. Hôm nay do nó đến gặp người mẹ chồng tương lai này. Lần đầu tiên gặp nhau đã như vậy rồi. Nè, mẹ hỏi con, có phải mỗi lần hẹn hò nó đều bắt con chờ nó hay không? Không có đâu mẹ, Tiểu Dân không bắt con chờ đâu. Vậy mẹ hiểu rồi. Ý của con muốn nói nó vốn không biết có người đang chờ nó chứ gì. Không phải đâu mẹ, có lẽ là Tiểu Dân có chuyện gì cho nên mới đến trễ. Nhưng mà như vậy cũng tốt thôi, chúng ta có thể ngồi đây trò chuyện mà. Nè, mẹ đâu có mời bà ấy. Bà đến đây làm gì? Đông người náo nhiệt hơn mà. Mẹ, bà đến đây cho hao thêm thôi. Xin chào bác. Lỗi Tiểu Dân, anh ngồi. Cảm ơn Trung. Mà bác ngồi. Cảm ơn. Trời ơi, Lại Văn à, xin lỗi nha. Tôi nghe Tiểu Dân nói chị hẹn nó đến uống cà phê. Tôi nghĩ lại đã lâu không gặp chị rồi, cho nên tôi cố tình đi làm tóc làm mặt. Xin lỗi, cho nên tôi đã tới trễ. Bác à, hoan nghênh bác. Lạ thiệt đó, hôm nay Tiểu Dân đến đây là để gặp trưởng bối. Bộ chị cũng đến gặp trưởng bối hay sao? Không phải đâu, tôi đến đây là để học tập đó. Tôi nghĩ nên dành thời gian đến để xem bọn trẻ. Lúc hẹn hò yêu đương có trưởng bối đi theo bên cạnh, rốt cuộc thì họ nói những gì. Như vậy sau này tôi có thể từ đó rút ra kinh nghiệm xem chị làm trưởng bối làm như thế nào. Sau này tôi cũng là trưởng bối của người ta. Bác ơi, bác uống gì? Bác kêu đi nha. Đến quán cà phê thì phải uống cà phê rồi. Người ta hẹn bác đến uống cà phê, cho bác ly cà phê đi. Cà phê hả? Anh bạn ơi, 4 ly cà phê nha. Khoan đã. Cà phê có vị đắng mà không uống đâu. Bắt đầu từ giờ mày muốn tốt số, cho nên mày không uống đắng đâu. Tốt hơn hết con nên kêu cho mẹ món nào có vị ngọt thì đúng hơn. Đúng, con kêu kem cho mẹ ăn đi. Mẹ ăn kem hả? Không nên đâu. Trời ơi Lệ Văn à, những ai cỡ tuổi như chúng ta vậy không nên ăn nhiều đồ ngọt đâu. Nếu như ăn nhiều đồ ngọt hả, dễ dẫn đến cao huyết áp lắm. Nếu như chị muốn tốt số, chị không nên ăn đồ ngọt nhiều. Có phải chị đang chửi tôi hay không? Mẹ, chẳng phải mẹ nói ăn đồ ngọt dễ tăng cân lắm sao? Hay để con kêu giùm mẹ thứ khác nha, không lấy đường ha. Không cần đâu. Sao con lạ quá vậy? Lâu lâu mẹ mới ăn ly kem mà con cũng làm như vậy. Mẹ không chịu, con kêu giùm mẹ nha. Dạ được, con...
À, chào chị, tôi vừa mới đậu xe xong. Tiểu Dân à, chẳng phải nói mẹ ở Trung mời con đến uống cà phê sao? Tại sao ba của nó cũng đến vậy? À, xin lỗi nha, xưa nay tôi quen làm chuyện không tính trước được, không mời cũng đến. Tôi nghe nói uống cà phê cho nên giọt tới liền. Thưa bác uống cái gì? Con coi giùm bác nha. À, tùy hỷ thôi, uống cà phê mà. Bác cũng vậy, cà phê. À không, chúng tôi uống khác nhau. Có người đến quán cà phê nhưng lại không uống cà phê. Tôi nghĩ ai thích gì cứ kêu thì hơn. Vậy sao? Vậy mẹ con uống cái gì, ba uống cái đó cho lành. Em không uống, em chỉ ăn thôi. Thì cũng vậy thôi, em ăn món gì anh ăn món đó là lành. Trời ơi, Lệ Văn à, chị tốt số thật đó. Anh Hắc Cẩu đây làm gì cũng chịu theo ý của chị hết đó. Tiểu Dân à, nếu con có chọn chồng, nên chọn người đàn ông như bác Hắc Cẩu đây. Tục ngữ có câu bà xã lớn hơn chồng. Đúng là không sai chút nào. À Trung à, bác chỉ con cách uống cà phê nha. Hồi bác Quang Minh của con còn sống, rất thích uống cà phê do bác pha. Thật ra muốn uống cà phê ngon không có bí quyết gì hết. Đó là một ly cà phê, bỏ 2 ly sữa này, thêm 3 muỗng đường. Như vậy sẽ không ngọt, không chát và không đắng, uống rất ngon. Trời ơi, 3 muỗng đường, bộ chị không sợ uống riết bị tiểu đường hay sao? À, không ngọt, không chát, không đắng, nó ngon không biết kể. Nếu chị không tin, lần sau nha, chị cứ làm theo hướng dẫn của tôi xem. Không cần tốn thời gian. Bây giờ chỉ có 3 trong 1, vô cùng tiện lợi. Ai có thời gian kiểu Mỹ đâu mà pha cái kiểu đó. Lệ Văn à, con người ta sống với nhau đó nha, giống như chúng ta pha cà phê vậy đó. Áp dụng theo nguyên lý này, 1 phần tình người, 2 phần giao tình, thì phải có 3 phần tình nghĩa. Chỉ phải từng chút một, từ từ mà cộng dồn, như vậy mới có thể hoàn hảo được. Còn có tên là 1, 2, 3. Tôi không có bị điếc đâu. Còn phải tùy theo người nữa. Còn theo như cách nghĩ của tôi, con người phải tùy theo duyên phận. Nếu như không có duyên phận, cho dù chị cộng dần đến 100 điểm nó cũng vô dụng thôi. Nói thì nói, nhưng cũng đừng có quên ăn kem. Nếu không, dĩa kem nó sẽ biến thành dĩa nước, vậy khó nuốt lắm. Mẹ à, con đã nói mẹ đừng đi, nhưng mà mẹ cứ đòi đi. Con thấy hình như bác gái không được vui cho lắm đó. Nè, mẹ nói với bà ấy đều là những lời dễ lọt tai, tại bản thân bà ấy không có phong độ thôi. Tất nhiên con biết mẹ nói những lời dễ lọt tai, nhưng mà lời mẹ nói đều là móc họng hết. Con cho rằng mẹ làm vậy là mặt dày sao? Mẹ làm vậy là vì tốt cho con thôi. Mẹ phải giả vờ ngồi nói chuyện với họ sao? Bản thân của mẹ cũng cảm thấy uất ức lắm đó. Tiểu Dân à, những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con. Tại mẹ không muốn con chưa làm dâu nhà của họ đã bị họ dằn mặt con rồi. Như vậy sau này con khó mà ngóc đầu lên được lắm, con có biết không? Mẹ à, chính mẹ có cách nghĩ như vậy nên mới cảm thấy bác gái khác lạ. Thật ra con và anh Trung, con nghĩ tình cảm với tụi con mẹ cứ để cho nó tự nhiên đi. Mẹ đừng có xen vào có được không? Ủa, lời con vừa nói là ám chỉ sợ mẹ phá hoại tình cảm của các con sao? Tụi con vẫn chưa bắt đầu, sao mẹ có thể phá hoại được chứ? Nè, mẹ vẫn chưa nói xong, con đòi bỏ đi đâu vậy? Con về nhà thay đồ, còn phải đi làm nữa. Đồ dằn mặt người ta, sao cùng lại tự hại mình. Em không nên nổi giận làm gì. Em đâu có mời người đàn bà đó đi uống cà phê đâu. Ai biểu em cứ dàn trận y là đòi coi mắt con gái của người ta vậy? Mẹ người ta đi theo đến đó có gì không đúng đâu. Em đã cho người ta nhìn thấu con người của em nó khó hầu hạ như thế nào. Bộ em khó khăn lắm sao? Mẹ của Tiểu Dân còn khó hầu hạ hơn em đó, anh có biết không? Em cũng vậy thôi, kẻ 8 lạng thì người nửa cân. Anh cho em biết nè, sớm muộn gì hai người cũng trở thành xui gia như nhau ha. Cho nên một câu nhịn chín câu lành. Mẹ của Tiểu Dân nói không có sai. 1 phần tình người, 2 phần giao tình, 3 phần tình nghĩa. Hai cha con anh giống y như nhau. Anh nha,
Một khi mà anh gặp đàn bà thì anh liền công lại y như con tôm càng vậy. Còn con trai anh nhìn thấy bà liền công lại như con tôm sú. Cha con anh đúng là một cặp xứng đôi. Được, không nói với em nữa. Em là người ngang ngược, sơ ý chút sẽ bị em quơ đi luôn à. Anh đi đóng tiền điện đây. Đưa tiền. Sao? Một tuần anh chỉ giữ lại có 2.000 để tiêu xài thôi. Anh lấy tiền đâu mà đóng? Đây. Tì tì. Tức chết đi thôi. Đúng là tức quá mà. Nè. Tôi dám khẳng định một điều là chỗ đó không chỉ có ba vợ của Dương Chính Hùng. Không biết các cậu có để ý không? Lúc đó trên bàn bày 2 bộ chén đũa. Nếu như tôi phán đoán không lầm, Tony Dương cũng sống trong căn nhà đó. Cho nên ý của anh là chúng tôi phải chia nhóm tiếp tục theo sát chỗ đó sẽ có thu hoạch à? Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Tôi quyết bỏ qua chỗ đó. Tại vì chỗ của họ đã bị chúng ta phát hiện, cho nên Tony Dương sẽ không về đó nữa. Ngược lại chỗ của Tiểu Mã, chỗ mà tài xế Dương Chính Hùng đang ở, chúng ta cần phải theo dõi cho sát. Tin vui đây, tin vui đây, tin vui đây. Tung 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 chán. Tung 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 chán. Nói mau đi. À, học đệ là tin vui gì vậy? Bắt được vô Tony à? Sai. Tôi bắt gặp Tôn Dân và anh Trung. Hai người đi chung với nhau. Trời ơi. Anh làm ơn làm phước có được không? Họ đi chung với nhau đâu phải chuyện mới lạ gì đâu. Có nói cũng nói chuyện gì đó tám hơn nữa. Nè Tiểu Yến à, không phải chỉ có một mình họ đâu, còn gia đình hai bên ngồi chung một bàn uống cà phê, mọi người nghĩ đi, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Như vậy có nghĩa là chuyện vui của họ đang đến gần. Yeah, như vậy tôi được làm giáo phụ rồi. Tổ của chúng ta sẽ được náo nhiệt một phen. Tôi vui mừng lắm. Yeah. Sai. Chỉ có anh Trung và Tôn Dân mới thấy vui thôi. Những người khác đều bực bội. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta phải đưa phong lì xì đó. Học đệ, phong lì xì là một chuyện vui, cho nên chúng ta nên vui mừng chứ, đúng không? Học đệ, bây giờ cậu đưa phong lì xì cho người ta, chờ tới lúc cậu đám cưới, đến lượt mọi người phải đưa lại cho cậu, có gì cậu phải lo. Đội trưởng, tại anh không biết thôi. Dạo này nha, em rất là túng thiếu. Em phải trả góp mua xe, phải lo hẹn hò với Tiểu Yến, rất là tốn kém đó. Anh nghĩ đi, làm sao có thể đưa phong lì xì lớn được. Học đệ à, anh Trung chỉ xem trọng tình bạn của cậu thôi. Còn tiền nhiều hay tiền ít là do tâm ý, cậu đừng có để ý. Ờ, phải, friendship. Ờ, đúng. Chào, đội trưởng. À Trung, chúc mừng cậu. Chúc mừng, có chuyện gì? Nay mai cậu sẽ đám cưới. Ai nói vậy? Là tôi nói nè. Nè, học đệ, đừng có nói bậy nha. Chính mắt tôi nhìn thấy Tôn Dân và mẹ của cậu, ngoài ra còn gia đình anh. Hai gia đình ngủ cà phê chung đó. Nè, cậu làm ơn đi. Cậu không nên bị chuyện như vậy nha. Ai, trời ơi, anh Trung hay là anh Trung? Không lẽ hai bên chỉ là uống cà phê trò chuyện với nhau sao? Anh Trung à, chúng ta là đồng nghiệp nhiều năm trời, có đúng không? Có chuyện gì thì anh nói với mọi người để mọi người cùng chia sẻ chứ. Dạ lại, tôi là người đầu tiên đăng ký làm trễ phụ đó. Ai làm trễ phụ cho ai vậy? Tôn Dân, chúc mừng nha. Tiểu Yến sẽ làm dâu phụ, chúng ta quyết định vậy nha. Tại học đệ nói. Ê, anh đừng nói gì hết, anh đứng qua bên đi. Tôn Dân à, cô đã quyết định khi nào vậy? Tôi quyết định khi nào là sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy gia đình hai bên ngồi lại với nhau để bàn về hôn nhân đại sự. Đó là mẹ của anh Trung mời tôi với mẹ của tôi đi uống cà phê thôi. Anh đừng có nói thêm nó bớt nữa có được hay không? Ôi, câu nói này anh cũng vừa nói, sao nghĩ vậy ta? Thì bà, vẫn chưa có tin tức hả? Cậu tiếp tục tìm kiếm. Cậu ráng nhớ xem thường ngày ba vợ tôi hay đến những nơi nào. Xa cũng phải đi. Tìm được không cho tôi? Nếu có tin gì nhớ gọi ngay cho tôi. Tôi để máy chờ cậu, hiểu chưa? Chỗ Tiểu Mã cũng không tin tức gì hả? Thật ra ba đã đi đâu? Tony đi chung với ba kìa mà. Nếu ba có vấn đề gì, Tony sẽ gọi điện thoại cho anh thôi. Thì đừng lo quá. Hôm nay em nghe đội trưởng Ngô nói,
Xác chết mà họ tìm thấy ở tại hiện trường chính là bạn trai của cô gái đó. Cho nên em có thể hiểu rõ tại sao cô ấy lại không ngừng đe dọa Tony nhà mình. Chắc là Tony đã từng làm chuyện gì đó có lỗi với người ta. Nếu không, người ta đâu có chống đối với nó. Cái cô gái đó còn trẻ trung như vậy. Chính Hùng à, liệu em có nên đi thăm cô ấy hay không? Em cũng muốn tìm hiểu xem dạo này Tony nhà mình đã làm cái gì ở bên ngoài. Nếu như nó thật sự làm chuyện gì đó có lỗi với người ta, phận làm mẹ như em phải gửi lời xin lỗi người ta. Cô không phải là người tốt, em không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng mà em tin con người vốn hiền lành. Chỉ cần chúng ta thể hiện được lòng chân thật và quan tâm của chúng ta, em tin chắc họ nhất định sẽ đón nhận. Đó là cách nghĩ của em, chưa chắc người ta đã đón nhận. Em đừng có lãng phí thời gian. Nếu như vậy, mục đích anh thành lập quỹ hỗ trợ là gì? Không phải anh lấy danh nghĩa của em trai em thành lập một quỹ hỗ trợ hay sao? Chẳng qua anh muốn giúp cho những người đã từng ở tù có thể tìm được công việc. Giả lại, anh cũng hy vọng xã hội này có thể hài hòa hơn, có thể bình yên hơn, không đúng sao? Không thể nói như vậy. Không lẽ là khác? Anh cũng đưa ra lòng quan tâm của anh. Giả lại, anh thật sự giúp được cho họ. Vậy tại sao em không thể đi thăm cô gái đó? Sẵn tiện em có thể thể hiện sự đồng tình đối với cô gái đó. Tuổi tác của cô ấy, theo em nghĩ cũng cả tuổi Tony nhà mình thôi. Chúng ta nên xem cổ như là con cháu. Nếu như người đang bị giam giữ là Tony, chúng ta cũng nên thường xuyên đi động viên nó, đi an ủi nó, không đúng hay sao? Tony, tuổi trẻ có nhiều lợi thế là vậy. Bất luận từng chịu thất bại gì cũng có thể làm lại từ đầu. Con không nên gây ra chuyện ân hận. Ba con từng kể cho con nghe, hồi ba con còn trẻ từng lầm lỗi. Cũng chính vì chuyện đó cho nên bây giờ ông ấy không thể tự tha lỗi cho mình. Nó có từng kể cho con nghe nó đã làm sai chuyện gì không? Tonight.